Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế với quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác liên hiệp hội, phục vụ sự phát triển văn học nghệ thuật trong chặng đường sắp tới. Thành phố Huế đẩy nhanh tiến độ chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội cho đối tượng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phục hồi du lịch nội địa, các địa phương chủ động xây dựng điểm đến trải nghiệm mới mẻ để thu hút du khách. Kính chào và chúc quý khán giả của chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế bước vào một tuần làm việc mới thật nhiều thành công. Quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua những tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, thứ hai, ngày 20 tháng 7. Nội dung chi tiết của chương trình sẽ đến ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đánh giá kết quả các lĩnh vực hoạt động sáng tạo trong 5 năm qua, đại hội quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác của Liên hiệp hội, phục vụ sự phát triển văn học nghệ thuật trong chặng đường sắp tới. Tham dự đại hội có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phan Thế Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cùng 300 đại biểu đến từ 8 hội chuyên ngành. Trong nhiệm kỳ qua, văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế có những bước chuyển biến, có phần quan trọng vào thành công của các cuộc vận động, các sự kiện, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, cũng như giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với sự nỗ lực trong lao động sáng tạo nghệ thuật của đội ngũ văn nghệ sĩ, Liên hiệp hội cũng đã phát huy vai trò của tổ chức hội nghề nghiệp, trong đó nổi bật là đẩy mạnh hoạt động sáng tác, nghiên cứu, phê bình. Qua các trại sáng tác, các đợt thực tế sáng tác được tổ chức hàng năm, hàng ngàn tác phẩm thuộc các loại hình âm nhạc, văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh đã ra đời. Hàng trăm các tác phẩm tiêu biểu được trao các giải thưởng cấp trung ương, cấp tỉnh và giải thưởng của Liên hiệp hội. Hoạt động nghiên cứu, lý luận phê bình cũng có những khởi sắc mới. Vai trò uy tín của Liên hiệp hội cũng được nâng cao thông qua tổ chức thành công các hoạt động quảng bá, biểu diễn, triển lãm tác phẩm văn học nghệ thuật. Thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng chính là nền tảng cho những định hướng phát triển mới của văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế, tiếp tục vun bồi cho dòng chảy văn hóa Huế. Bước trưởng mang dòng chữ đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trao tặng tại đại hội cũng chính là kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh vào một nhiệm kỳ mới có nhiều bước phá. Phát biểu chúc mừng những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Định cùng bày tỏ tin tưởng sự nghiệp văn học nghệ thuật của tỉnh phát triển lên tầm cao mới cả về bề rộng và chiều sâu, trong đó liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh làm nòng cốt, phấn đấu đến năm 2025 phong trào văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế vững mạnh toàn diện, đồng bộ, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế thành đô thị di sản trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Tại đại hội, ban chấp hành nhiệm kỳ mới cũng đã ra mắt. Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 5.000 thí sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành môn thi bắt buộc cuối cùng là môn ngoại ngữ. Với thời gian làm bài 60 phút, hình thức thi trắc nghiệm, nhiều thí sinh khá hài lòng với bài làm của mình. Được biết, đề thi môn ngoại ngữ thi vào lớp 10 của Trường Trung học Phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020-2021 được học sinh đánh giá tương đối dễ thở. Về cấu trúc, đề vẫn giống mọi năm, gồm câu hỏi nằm trong kiến thức trung học cơ sở. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh là 4.126 chỉ tiêu trên 5.096 thí sinh đăng ký dự thi. Như vậy, 70% học sinh sẽ theo học tại các trường trung học phổ thông và 30% học sinh còn lại sẽ theo học các trường nghề. Theo đó, thí sinh có đủ số bài thi, không vi phạm quy chế đến mức bị hủy bài thi, không có bài thi điểm không thì mới đủ điều kiện xét tuyển. Ngày 20 tháng 7, các thí sinh tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ chuyên. Thưa quý vị, cùng với nhiều địa phương khác trong tỉnh, thành phố Huế đã triển khai thực hiện chi trả đợt 2 gói hỗ trợ an sinh xã hội theo nghị quyết 42 của Chính phủ cho đối tượng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Rút kinh nghiệm từ đợt 1 chi trả cho các nhóm đối tượng, các địa phương đã có sự chuẩn bị kỹ càng về cơ sở vật chất và nhân lực để thực hiện tốt công tác xác minh, đối chiếu và chi trả đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi cho người dân. Phóng sự ghi nhận của phóng viên Huế ngày mới. Dù là ngày cuối tuần, tuy nhiên 100% nhân lực của Ủy ban nhân dân phường An Cửu, thành phố Huế đều được huy động để phục vụ cho công tác chi trả đợt 2 gói hỗ trợ an sinh xã hội. Đợt này, với gần 600 trường hợp lao động tự do được nhận hỗ trợ, phường An Cửu là một trong những địa phương có số đối tượng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 nhiều nhất tại thành phố Huế. Để giúp cho công tác chi trả được diễn ra mau chóng, thuận tiện, ngay sau khi có danh sách của tỉnh đưa về, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã gửi giấy mời đến từng người dân để làm thủ tục nhận tiền. Trong suốt buổi chi trả đều có sự giám sát của các đoàn hội, ban ngành cũng như cả báo chí, qua đó tạo nên sự rõ ràng, minh bạch, tránh những khiếu nại không đáng có. Mình nhận được số tiền này là rất vui mừng, cũng là nhờ
chính quyền và nhà nước giúp đỡ cho nhân dân, có thể là làm rất là nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Ai cũng là tới trước thì được trước, mà tới sau thì coi như xong. Hôm nay tôi được nhận chủ tịch này thì mình cũng cảm thấy là được tất cả mọi người đều quan tâm và ủng hộ cho những người bị Covid vừa rồi. Tôi cảm thấy cách làm việc của phường rất là chú đáo và rất là tốt. Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, đợt này toàn thành phố Huế có hơn 5.000 hồ sơ được xét duyệt chi trả, bao gồm đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động hay còn gọi là lao động phổ thông và đối tượng bán vé số với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng một người. Trước đợt chi trả lần này, thành phố Huế đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho 4 đối tượng là có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo với 23.603 trường hợp, tổng kinh phí gần 28,4 tỷ đồng. Để tránh sự chờ đợi cũng như bỏ sót của các đối tượng, đợt khai này tiếp tục thực hiện theo phương thức cuộn chiếu như đợt một, tức là cứ có hồ sơ nào được duyệt, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành chi trả ngay cho người dân thông qua Ủy ban Nhân dân các phường. Đợt hai vừa rồi thì toàn phường là có 1.415 trường hợp. Tuy nhiên thì xét thì chỉ được 608 trường hợp. Những cái trường hợp mà để lại xét được 6 thì thiếu giấy chứng minh nhân dân và cái tờ khai của người dân. Ủy ban Nhân dân phường là sẽ ra soát lại và sẽ có cái đề xuất đối với Phòng Lao động cũng như Sở Lao động Thương binh Xã hội để cho người dân được sớm nhận được 3. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tập trung để đẩy nhanh cái tiến độ ra đề nghị Ủy ban tỉnh ban hành cái quyết định hỗ trợ cho bà con đối với những trường hợp mà đã đủ hồ sơ theo cái nghị quyết 42 và quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ thì cũng có cái thời hạn nhất định. Vì vậy chúng tôi sẽ cùng phối hợp với các ban ngành như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để bà con tiếp cận được cái gói hỗ trợ của Chính phủ. Đến nay trên toàn tỉnh đã có 5 địa phương là thị xã Hương Thủy, huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà và thành phố Huế thực hiện chi trả tiền cho các đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Dự kiến của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tổng số đối tượng trong nhóm 4 đối tượng còn lại trên toàn tỉnh là người lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng có khoảng trên 33.970 trường hợp với tổng kinh phí chi trả hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng. Các địa phương cũng sẽ tiếp tục thực hiện theo phương thức cuộn chiếu để người dân được nhận hỗ trợ nhanh nhất có thể. Tiếp nối nội dung chương trình với những thông tin khác, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết bị bay AgriDrone Việt Nam tổ chức hội nghị trình diễn kết hợp phun thuốc phòng bệnh, lem lẹp hạt và nhìn dẻ trên cây lúa bằng thiết bị bay không người lái. Sau thị xã Hương Thủy, Hương Trà là địa phương thứ hai trên địa bàn tỉnh triển khai đưa thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật. Hiện trên địa bàn tỉnh nói chung, Hương Trà nói riêng, việc phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng chống dịch bệnh gây hại trên cây lúa đang thực hiện thủ công. Bà con nông dân vẫn băng bình đi phun. Do đó, việc phun thuốc bằng phương pháp thủ công có rất nhiều hạn chế. Thời gian phun lâu, hiệu quả không cao, tốn nhiều thuốc và đặc biệt là ảnh hưởng sức khỏe của người đi phun và gây ô nhiễm môi trường do không kiểm soát được số lượng, chủng loại, nguồn gốc thuốc. Với việc phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái sẽ tránh độc hại cho người dân, giá thành rẻ hơn, tối đa hiệu quả diệt trừ sâu bệnh, giúp tiết kiệm 90% nước và tránh tình trạng lãng phí thuốc. Ngoài ra, thời gian phun 1 hecta bằng thiết bị bay không người lái chỉ cho đến 30 phút. Trong thời gian tới, địa phương sẽ đưa mô hình dịch vụ thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật và ứng dụng rộng rãi trên địa bàn. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, trong đó có ngành du lịch. Hiện nay, tại Thừa Thiên Huế, việc phục hồi du lịch đang được toàn ngành và các địa phương triển khai với rất nhiều giải pháp, phát huy những lợi thế địa phương, hình thành các điểm đến mới, mang tới những trải nghiệm mới mẻ để thu hút du khách cũng là một trong những giải pháp đang được nhiều địa phương chú trọng thực hiện. Phóng sự ghi nhận tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang. Từ ý tưởng trong một chuyến tham quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thượng Nguyễn Hữu Toàn đã đưa đề án về một con đường bích họa dọc thôn Tây Thượng. Hiện nay, con đường này đã cơ bản hình thành. Khác với những làng bích họa khác, những bức tranh trên con đường ở thôn Tây Thượng lấy sông Hương làm bối cảnh chính. Đi xuyên suốt con đường, du khách có thể ngắm tất cả những thắng cảnh nổi tiếng thu nhỏ từ thượng nguồn đến hạ nguồn sông Hương. Lấy dòng sông Hương làm chủ đạo, thì đây là một con đường tranh bích họa. Lấy dòng chủ đạo từ thượng nguồn đến hạ nguồn, và tôi mong rằng khi con đường này hình thành sẽ liên kết các cái điểm du lịch
Đặc biệt hiện nay Thừa Thiên Huế đang thực hiện chủ trương là ngày Chủ nhật xanh, phong trào xanh sạch sáng, và tôi mong rằng trong quá trình thực hiện du lịch đó thì đây là điểm nhấn để du khách đến đây, là điểm check-in rất là đẹp và liên kết với cái khu phức hợp là chuỗi nhà hàng, nhà nghỉ và bến thuyền tại khu 243 Nguyễn Sĩ Cung, và đây là một trong những điểm liên kết du lịch rất là đặc biệt của Huế trong thời gian tới. Hiện nay tại khu vực nhà máy bia Khu Đa cũ đang xây dựng một công trình phức hợp dịch vụ và bến thuyền du lịch. Khi kết nối với con đường bích họa này, hứa hẹn sẽ tạo nên một cung đường thú vị để khách du lịch có thể tham quan trên sông Hương và chụp ảnh lưu niệm. Sau khi hoàn thành việc vẽ tranh, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh xã sẽ tiến hành trồng hoa và các loại cây cảnh khác, đồng thời vận động bà con nhân dân quanh khu vực cùng nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan. Về trước mắt thì công trình đang còn thi công, chưa xong, thì riêng ban hoàn thôn, các đoàn thể sau này cũng phải phân công. Sau khi hoàn thành trồng hoa ở các cái tuyến này thì cụ thể là chúng ban hoàn thôn và cấp ủy đã giao cho cái tuyến này là cựu chiến binh của thôn Tây Thượng để phụ trách tắm hoa và gìn giữ cái đường bích họa này. Trong thời đại mà nhu cầu chụp hình check-in tại các điểm đẹp và lạ của người dân đang lên cao, thì việc tạo nên những điểm nhấn thú vị là điều cần thiết để thu hút du khách. Cây mắc biếc ở Quảng Điền là một ví dụ. Sau thành công của bộ phim, lượt khách đến với địa điểm này để tham quan rất lớn và tạo nên nhiều thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ ở đây. Còn đường bích họa ở Tây Thượng sau khi hoàn thành, hứa hẹn cũng sẽ tạo nên một điểm đến thu hút khách như vậy. Điều quan trọng là chính quyền địa phương phải có nhiều hoạt động để quảng bá, phát triển thêm các dịch vụ để du khách cảm thấy thoải mái khi đến tham quan. Trước tình trạng hoạt động của tàu giả cao khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ của tỉnh, lực lượng biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển, kịp thời phát hiện, chủ động đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả và xử lý nghiêm đối với hoạt động của tàu giả cao khai thác thủy sản vùng ven bờ và các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế, lập lại kỷ cương trật tự trong các hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển của tỉnh đối với cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản và công tác bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân trong hoạt động khai thác thủy sản. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Huyện đoàn Quảng Điền vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Năm nay, đoàn thanh niên các cấp sẽ ra quân thực hiện các chương trình chiến dịch theo từng chủ đề hoạt động, đối tượng thanh niên với phương châm đoàn kết, chia sẻ, sáng tạo và an toàn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 được Huyện đoàn Quảng Điền triển khai trong tháng 7 và 8 năm 2020 với nhiều nội dung phần việc vừa có ý nghĩa giáo dục thanh niên, vừa có tác động hữu ích đến đời sống cộng đồng, giới trẻ toàn huyện. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng hơn 200 đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân địa phương tham gia chương trình Dòng sông quê em, thu gom rác thải, vượt bèo Lộc Bình, làm sạch dòng sông Thanh Hà, xã Quảng Thành, đẩy mạnh phong trào ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động làm sạch đẹp, tăng bảng xanh ở các tuyến đường, khu dân cư, các di tích lịch sử văn hóa tại địa phương, tặng quà cho 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khởi công xây dựng 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ tại xã Quảng Thành, Quảng Vinh, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên chăm sóc gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm mục đích phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường quê hương. Thưa quý vị, rác thải đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Việc lạm dụng túi ni lông khó phân hủy, các sản phẩm nhựa, nhất là đồ nhựa dùng một lần, đã và đang để lại những hậu quả rất lớn đối với môi trường. Trước thực trạng này, việc tái chế, biến rác thải thành những vật dụng hữu ích được coi là một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ môi trường. Phóng sự sau, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá một homestay của người dân tại Phú Vang có cách làm rất sáng tạo, thiết thực khi sử dụng các sản phẩm được tái chế từ rác để trang trí cho ngôi nhà của mình, biến chúng thành những vật dụng hữu ích trong đời sống. Dàn đèn trần từ chai rượu thủy tinh, chụp bóng đèn điện từ vỏ chai nhựa, hay vòi bơm xăng và lốp xe làm bồn rửa tay là những vật dụng độc đáo tại homestay này. Hiểu được những gì môi trường đang gánh chịu và dành nhiều thời gian cũng như công sức sáng tạo để xây dựng lên một nơi nổi dậy vòng đời cho rác thải là những gì mà chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang đang làm. Mỗi đồ vật chị tái chế là một câu chuyện nhằm chung tay bảo vệ môi trường. Với cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì nhiệt độ ngày càng nóng lên, mọi người đều thấy cảm nhận rất rõ.
Vì vậy tôi muốn làm một cái gì đó để đóng góp cho môi trường, cho xã hội và muốn lan tỏa cái thông điệp các bạn xả rác cũng phải biết xả một cách tử tế và văn minh. Thông qua mô hình này, không chỉ tận dụng các vật dụng từ rác mà còn truyền cảm hứng gìn giữ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa đến với du khách. Bên cạnh đó, việc quảng bá các sản phẩm làm từ thiên nhiên, từ những nguyên liệu địa phương cũng được homestay này đẩy mạnh. Homestay này thì có những vật dụng rất là tiện ích với đối với con người của chúng ta, như các nhà vệ sinh, đồ phòng ngủ đều được sử dụng từ các vật dụng ở bên ngoài mà con người chúng ta vứt bỏ. Đến nếu như chúng ta vứt bỏ một phần thì những vật dụng đó trở thành những vật dụng không thiết yếu đến chúng ta mà họ đã tới sử dụng thành một vật có hữu ích. Mình thấy có những đồ dùng tái chế lại có góp phần bảo vệ môi trường. Em nghĩ nên huy động mọi người không nên vứt rác bừa bãi. Những đồ vật còn dùng được thì mình nên tái chế lại. Làm thế nào để cải tạo, giảm thiểu tối đa các rác thải của con người ra môi trường là vấn đề gây nhiều trăn trở một ngày và trong suốt thời gian vừa qua. Đó cũng là lý do thu hút nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân thiết kế nhà tái chế, những mô hình sáng tạo thu hút du khách tham quan và nghỉ dưỡng hiện nay. Khách đến đây thì họ cảm thấy rất là thích thú và họ một số là đã bắt đầu chạm được cái nỗi lòng của họ và họ quay trở về cuộc sống. Họ cũng gửi ảnh cho mình là kể là họ bắt đầu biết tiết kiệm lại và vứt những cái gì ra họ cũng cảm thấy tiếc. Và họ từng dùng những cái chai lò để làm bình hoa, chậu hoa để cửa sổ, để trong phòng. Thì những cái hành động và những cái chia sẻ nhỏ như vậy là mình cảm giác là đã bắt đầu lan tỏa. Dường như những du khách đến đây luôn cảm thấy bầu không khí nhẹ nhàng, thú vị. Bởi ít nơi nào có thể mang lại những hình ảnh thiết thực, thân thiện môi trường được xây dựng dựa trên ý tưởng sáng tạo của chủ nhân homestay và sự góp công của những bạn trẻ hoạt động xanh bảo vệ môi trường. Hy vọng sẽ có thêm nhiều hơn nữa hành động như thế này để góp phần cải thiện môi trường sống và không gian xanh cho mọi người. Tin thể thao, vào sáng qua tại Trung tâm Thể thao tỉnh, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức giải bơi đường đua xanh năm 2020. Thông tin này cũng sẽ khép lại chương trình Huế ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tham gia giải có 50 vận động viên đến từ 19 cơ sở đoàn thuộc Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 3 phần thi: bơi tự do, bơi ếch và bơi tiếp sức. Ở phần thi bơi tự do và bơi ếch, mỗi đơn vị tham gia có 4 vận động viên với các nội dung bơi 50m nam nữ và 100m nam nữ. Các đội bốc thăm thi đấu loại trực tiếp để chọn các vận động viên vào chung kết. Riêng phần thi bơi tiếp sức tự do, mỗi đơn vị có 4 vận động viên bơi với nội dung 200m. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi cho đoàn viên thanh niên rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường giao lưu, kết nối các tổ chức cơ sở đoàn trong toàn khối.